Tập nhật chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 782 Nhóm phi công Ukraine đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện trên tiêm kích F-16 ở Anh Ông Putin ra lệnh cho quân đội Nga chiếm Trà sốc gia trước ngày 9 tháng 5 Phát hiện bí ẩn ở Biển Đen tiết lộ kế hoạch quân sự của Ukraine Cơn mưa địa ngục từ tên lửa Storm Shadow và xuồng không người lái trên biển. Anh hé lộ thời điểm và kịch bản Ukraine phá hủy cây cầu Crimea. Lệnh trừng phạt khiến hạm đội bóng tối Nga trở nên vô dụng. Moscow bất lực mất hàng trăm ngàn tấn dầu. Nga bắt đầu ngấm đòn từ Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nguyên mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, các phi công Ukraine đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 ở Anh và đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo ở Pháp. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các phi công Ukraine đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 ở Anh dưới sự hướng dẫn của các giảng viên người Anh. Thưa quý vị, các phi công đã trải qua khóa huấn luyện đào tạo chuyên sâu và sẵn sàng cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo sẽ bắt đầu ở Pháp. Thành công của họ được xác nhận bằng một số bức ảnh được quân đội Anh công bố trên X, mạng xã hội trước đây là Twitter. Bước đi này trong hợp tác Ukraine-Anh đã trở thành một phần của sáng kiến rộng lớn hơn nhằm thành lập một liên minh hàng không nhằm chuyển giao các máy bay chiến đấu F-16 hiện đại cho Ukraine. Liên minh do Hà Lan và Đan Mạch dẫn đầu. Trước đó, Phía Hà Lan đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó bao gồm đạn dược cho F-16. Ông Putin ra lệnh cho quân đội Nga chiếm tra ra trước ngày 9 tháng 5. Quý vị thông mến, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Zyrsky cho biết, Điện Kremlin muốn chiếm thành phố Chasovsa của Ukraine trước kỳ nghỉ lễ 9 tháng 5 Quân đội Nga đang tập trung lực lượng tấn công ở phía tây Bekmut, cố gắng đột phá tới Chasovza. Giới lãnh đạo quân sự Liên bang Nga muốn trình bày việc chiếm đóng thành phố này với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp lễ ngày 9 tháng 5. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sirsky đã công bố điều này vào ngày 14 tháng 4. Tướng Sirsky đã đích thân tới thăm mặt trận ở đây để phối hợp lực lượng phòng thủ của các chỉ huy của quân đội Ukraine. Tướng Sitsky nói, kẻ thù đang tập trung nỗ lực chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng ta ở phía tây Bakhmut, tiếp cận kênh Serebryansk-Donetsk-Donbass, chiếm Chasovia và tạo điều kiện tiến sâu hơn tới vùng tích tụ Kramatorsk. Ban lãnh đạo quân sự Liên bang Nga đã đặt ra nhiệm vụ cho quân của mình là đánh chiếm Chasovia trước ngày 9 tháng 5. Ông lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực này đã sẵn sàng và không cho phép kẻ thù tiến lên ngày nào cũng có những trận chiến rất nặng nề, thành phố và các vị trí của bên lính Ukraine bị ném bom. Ông Sisky cũng đề cập đến việc bộ bên Nga đột phá vào tiểu khu Novi Ông nói rõ rằng nhóm đã bị tiêu diệt bởi các cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV. Sau khi làm việc ở khu vực này, Tổng tư lệnh, các lực lượng vũ trang Ukraine ra lệnh tăng cường chỉ đạo bằng việc bổ sung đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Tổng tư lệnh cũng cho rằng Ukraine cần phát triển các phương pháp chiến tranh bất đối xứng để làm suy yếu đối phương. Trước đó ông Zelensky đã cảnh báo về sự leo thang đáng kể ở mặt trận phía đông. Phát hiện bí ẩn ở biển Đen, tiết lộ kế hoạch quân sự của Ukraine. Thưa quý vị, một máy bay không người lái tấn công hàng hải bất thường được phát hiện ngoài khơi Romania. Các yếu tố thiết kế là của Mỹ và Liên Xô. Vào ngày 3 tháng 4, tàu tìm kiếm và cứu hộ Artemis của Romania đã phát hiện một vật thể bị lật cách Tesla 20 dặm về phía đông. Các chuyên gia quân sự xác định đó là máy bay không người lái tấn công của hải quân. Thưa quý vị, chiều dài với động cơ phía ngoài dài 9,5 mét, gần gấp đôi so với máy bay không người lái Kamikaze, Makura và Sea Baby được Nga sử dụng để chống lại các tàu của hạm đội Biển Đen và cờ Crimea. Kích thước như vậy làm cho con tàu có thể nhìn thấy được từ xa và do đó dễ bị tổn thương. Nhưng nhược điểm này có thể được bù đắp bằng sức mạnh vũ khí của nước này. Romania không nêu rõ ai sở hữu chiếc máy bay không người lái. Nhưng hầu hết các chuyên gia đều tin rằng đó là người Ukraine. Naval News viết rằng cả hai bên cuộc chiến đều có khả năng. Tuy nhiên được biết, Silver Ship một nhà sản xuất thuyền từ Alabama đã cung cấp sản phẩm cho Kiev, mặc dù không nêu rõ sản phẩm nào. Ngoài ra, tàu còn được điều khiển bằng hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, giống như các máy bay không người lái tấn công khác của Ukraine. Dù vậy, vũ khí bí ẩn sẽ mang những bí ẩn của nó xuống nấm mộ trên biển. Vào ngày 5 tháng 4, quân đội Rumani đã phá hủy từ xa một chiếc thuyền tại bãi tập Kabul, Media, cách 14 km, Phát hiện kỳ lạ đã vén bức màn bí mật về sự phát triển quân sự của Kiev, máy bay không người lái của hải quân đã được chứng minh là một trong những cải tiến hiệu quả nhất trong cuộc xâm lược. Không rõ liệu những chiếc thuyền không người lái có được tìm thấy ở Romania có phải là một trong những ví dụ mới nhất, hay ngược lại, nó là một trong những ví dụ sớm nhất và không thành công. Rõ ràng khái niệm này giống với khái niệm của xuồng không người lái mặt nước Makora được điều khiển bởi Starlink, có nhiệm vụ đâm vào tàu hoặc các vật thể khác. Cơn mưa địa ngục từ tên lửa Storm Shadow và xuồng không người lái trên biển. Anh hé lộ thời điểm và kịch bản Ukraine phá hủy cầu Grimm. Quý vị thân mến, Ukraine có kế hoạch phá hủy cây cầu Grimm được xây dựng trái phép, có ý nghĩa biểu tượng và quân sự đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào giữa tháng 7 năm nay. Tờ báo The Sun của Anh viết về điều này với sự đề cập đến các quan chức tình báo Ukraine. Tài liệu lưu ý rằng cuộc tấn công vào cây cầu sẽ liên quan đến tên lửa Storm Shadow, máy bay không người lái của hải quân cũng như máy bay chiến đấu F16 mà các đối tác phương Tây dự định bắt đầu cung cấp cho Ukraine trong mùa hè này. Reuters viết rằng, một cơn mưa địa ngục trị giá 3 tỷ bảng Anh từ Storm Shadow, các máy bay không người lái của hải quân và máy bay F16 cuối cùng sẽ cắt đứt cây cầu nối đất liền của Nga tới Crimea. cần có tên lửa để phá hủy cấu trúc cây cầu và xuồng không người lái sẽ tấn công những trụ cầu. Đối với Ukraine, đối tượng này là mục tiêu số một. ấn phẩm của anh lưu ý. Các nhà phân tích cho rằng phá hủy cây cầu sẽ là một bước quan trọng hướng tới chiến thắng cho Ukraine. Các nước nguồn cung cấp hậu cần của quân đội Nga và bóp nghẹt cổ máy chiến tranh của Putin. Tờ báo của anh nhắc lại, các cơ quan đặc biệt của Ukraine đã tổ chức hai cuộc tấn công vào cây cầu Crimea năm ngoái do hậu quả của các cuộc tấn công nga đã phải đóng cửa để sửa chữa báo cáo cho biết bây giờ ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công dữ dội thứ ba sẽ phá hủy hoàn toàn cây cầu này một nguồn tin thân cận với bộ quốc phòng ukraine gọi kế hoạch phá hủy cây cầu crimea là hoàn toàn khả thi nguồn tin cho biết thêm đây chỉ là một cây cầu nó đã bị hư hại nghiêm trọng nhiều lần theo các chuyên gia sức mạnh của tên lửa storm shadow đủ sức phá hủy các công trình cầu một khi các cấu trúc phía trên của cây cầu bị tên lửa tấn công cần phải tấn công vào các cột trụ của nó bằng xuồng không người lái trên biển nhưng đây phải là những xuồng không người lái cỡ lớn chẳng hạn như một xà lan điều khiển từ xa đã được cải tiến hoặc một tàu container nhỏ người nga sẽ khó có thể ngăn chặn được một con tàu lớn như vậy trước đó tờ the guardian dẫn một nguồn tin tình báo quân sự ukraine cho biết đòn thứ ba và chí mạng nhằm vào cây cầu crimea sẽ xảy ra vào nửa đầu năm nay Ngược lại, các nhà phân tích lưu ý rằng một cuộc tấn công tổng hợp là cách hiệu quả nhất để phá hủy cây cầu bắc qua eo biển Kerch. Lệnh trừng phạt khiến hạm đội bóng tối Nga trở nên vô dụng. Moscow bất lực mất hàng trăm nghìn tấn dầu. Thưa quý vị, tàu chở dầu của Nga không muốn được chấp nhận tại các cảng trên thế giới tàu thuyền trôi dạt, đeo đậu nhưng không thể quay trở lại do bị xử phạt. Nga bị mất 4 tàu chở dầu do lệnh trừng phạt. Như vậy, tàu Antea đã đến kênh đào Suez từ tháng 4, vận chuyển 200.000 tấn uran vàng đen của Nga đến cửa ngõ Laconian, Hy Lạp. Reuters đưa tin này, tàu chở dầu thứ hai là Elsa, chở 100.000 tấn dầu đốt từ San Petersburg và Osloga đến cảng Kalamut, nhưng hiện đang neo đậu ở Singapore. Tàu chở dầu thứ ba là Pasteur, chở đầy dầu ở Novorossiysk. Ban đầu nó hướng tới Ấn Độ, nhưng kể từ ngày 5 tháng 4, nó đã trôi dạt ở biển Ả Rập. Kẻ bị ruộng bỏ thứ tư là Hebe. Tàu chở dầu đã nhận được một lượng dầu nhiên liệu tương tự, 100.000 tấn tại các cảng của Liên bang Nga. Nhóm Nhân quyền Thống nhất chống lại lực lượng hạt nhân Iran đã tuyên bố rằng các tàu chở dầu của Nga không được chấp nhận tại các cảng trên khắp thế giới, đồng thời cần nhớ rằng quốc gia chiếm đóng có những cách khác để bắn vàng đen và các sản phẩm không dựa trên nó. Trở lại ngày 27 tháng 3, Dialog.ua đưa tin rằng Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang làm mọi cách để ngăn chặn nguồn cung cấp dầu của Nga cho Triều Tiên. Triều Tiên đã cử ít nhất 5 tàu chở dầu tới vùng Viễn Đông của Nga để nạp dầu, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Đối lại, Triều Tiên đang gửi hàng ngàn container đạn dược tới Nga. Vào ngày 14 tháng 4, có thông tin cho rằng Nga đang gặp vấn đề với các mỏ dầu mới. Tổng trữ lượng của Moscow là 43 triệu tấn có thể cạn kiệt trong một tháng sản xuất. Trước đó vào ngày 10 tháng 4, có thông tin cho biết tại 15 mỏ chính ở Khanty, Masiik của Nga, 90% hàm lượng không phải là dầu mà là nước. nga bắt đầu ngấm đòn từ trung quốc quý vị thân mến các ngân hàng trung quốc đã bắt đầu từ chối thanh toán từ các nhà nhập khẩu nga trong một ngành công nghiệp than chốt báo commercial của nga đưa tin dòng vốn thương mại và tài chính của trung quốc đã giúp vực dậy nền kinh tế bị cô lập của nga kể từ khi chiến tranh ukraine bắt đầu từ 2 năm trước nhưng các ngân hàng của Trung Quốc đang ngày càng gặp khó khăn sau các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ nhắm vào các tổ chức được cho là đang giúp đỡ cơ sở công nghiệp quân sự của Nga. Tờ báo Commerzant của Nga dẫn lời những người trong ngành cho biết, các ngân hàng Trung Quốc hiện đang chặn các đơn đặt hàng đối với các linh kiện dùng để lắp ráp các sản phẩm điện tử như là máy tính sách tay, máy chủ và thiết bị lưu trữ. Trắc rối được cho là bắt đầu vào tháng 12 khi nhiều thương nhân gặp khó khăn trong việc thanh toán thành phẩm sau đó vào cuối tháng trước các công ty nga bắt đầu nhận được thư từ các đối tác trung quốc nói rằng các khoản thanh toán của họ cũng không được thực hiện cho các đơn đặt hàng linh kiện điện tử theo một trong những nguồn tin của comasant người này cho biết thêm các khoản thanh toán đang bị chặn ngay cả đối với những tổ chức đã ký hợp đồng dài hạn về sản xuất và cung cấp linh kiện để lắp ráp thiết bị điện tử với khách hàng nga trung quốc là nhà cung cấp linh kiện điện tử thống trị thế giới vì vậy đối với những doanh nghiệp này sự chậm trễ kéo dài có thể là chuẩn mực mới. Theo Newsweek, những người trong ngành đã chỉ ra mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân có thể xảy ra. Công ty công nghệ Internet F nói với tờ báo, Chúng tôi giống như tất cả các công ty hàng đầu trong ngành đang chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt thứ cấp và đang nỗ lực giảm thiểu hậu quả của chúng nhiều nhất có thể. Vào tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh, hành pháp, áp đặt các hình phạt mới nhằm gián một đoàn mới vào chuỗi cung ứng quân sự của Moscow. Một số ngân hàng lớn của Trung Quốc đã ngừng xử lý các khoản thanh toán của Nga. Một số khác đã chuyển sang giao dịch thông qua bên thứ ba, làm tăng giá giao dịch và gây ra sự chậm trễ. Các ngân hàng khác đang tăng thời gian chờ đợi khi họ thận trọng thực hiện thẩm định để tránh bị trừng phạt. Tháng trước, các thương nhân Nga đã thanh toán cho các nguồn của Trung Quốc, phàn nàn về tỷ lệ thanh toán thành công là 10%. Pavel Bazanov, một luật sư người Nga chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Nga ở Trung Quốc cho biết, mặc dù các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới không hạn chế hoạt động thương mại không liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, nhưng một số ngân hàng Trung Quốc có thể coi rủi ro của họ là quá cao đến mức không thể chấp nhận được hoặc việc tuân thủ quá phức tạp hoặc tốn kém. Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo rằng sẽ có những hậu quả đáng kể đối với các công ty Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống Ukraine Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại